cái một cái kết cục không đẹp là chú Trần Văn Sĩ tấn công vào quỹ hàng hữu, tấn công vào công ty Đại Nam, báo ý đăng rất là nhiều các bạn đó. Tôi đọc lại một chút xíu cái bản tin hồi nãy nha các bạn. Còn luật sư Trần Văn Sĩ sử dụng tài khoản YouTube, luật sư Trần Văn Sĩ đăng 8 video có nội dung thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm về lợi ích công ty cổ phần Đại Nam đó. Các bạn nghe rõ chưa? Xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần Đại Nam. Các video này còn được xác định là mang nội dung bịa đặt, sai sự thật, uy tín nhân phẩm của cá nhân ông Quỳnh Vy Dũng. Chính vì điều đó mà những cái người này đang gắn nó níu kéo cái sự việc mà kiện ông Dũng, bắt buộc ông Dũng phải với trò đồng phạm, nhưng mà nó qua rồi. Các bạn thấy ghê không? Các bạn thấy thấy ghê, có một âm mưu nào ghê chưa? Tôi nghi lắm. Họ cuốn kéo ông Dũng vào cái vai trò đồng phạm của chị Hằng để níu kéo, nhưng mà cái thông tin đó báo không có điên níu gì cả. Thậm chí là họ còn yêu cầu cái cơ quan chức năng phải trả lời cho họ. Trả lời cho họ để mà cái vai trò của ông Dũng như thế nào, thì ngày hôm nay thông tin này đã bán bỏ thông tin kia rồi. Các bạn biết chú Văn Sĩ nói về Phan Phong như thế nào không? Đây, không biết là chú Trần Văn Sĩ có kéo Phan Phong đi vào theo chung với mình không, thì cái chuyện đó trời mới biết ha. Tôi kêu tên thẳng em luôn đó, em Phan Phong, em làm gì tôi? Đây, ngày 12 tháng 11 năm 2022, là mới đây thôi. Phan Phong, em là ai? Năm ngoái lúc em và tôi cùng chiến tuyến phản biện Nguyễn Phương Hằng, tôi đọc luôn nha các bạn. Em hay chủ động ngọt ngào tạo mối quan hệ thân thiện, gọi tôi xưng bằng con, gọi tôi chú xưng bằng con rất đàng hoàng tử tế. Tôi thừa hiểu em tôn tôn thờ thầy Từ đến mức ông ta rao giảng về ý nghĩa sử dụng công nghệ tình dục với ngôn từ bẩn bựa như áp phê, khoái cảm, đê mê, đang hủy hoại đạo Phật khủng khiếp, em vẫn đăng đàn bảo biện cho ông ấy. Em có quyền lên án tiêu cực sai trái của Thiền Am và Vũ Trụ, cổ vũ mạnh cho các cơ quan chức năng ở Long An. Tuy nhiên, lắng nghe cái cách mà em nhục mạ lão già 90 tuổi và cái cách mà em diễn tả về Thiền Am có loạn luân, tôi kinh hãi và bàng hoàng về một người trí thức trẻ như em. Việc tôi quen biết với ca sĩ Nguyễn Tiến Dũng, ca sĩ Bích Liên, rồi tự khai luôn, cũng như tương tự với em thôi, do drama Nguyễn Phương Hằng thúc đẩy những người chống lại bà Hằng có sự đồng cảm và thân thiện một cách đương nhiên. Em cắt cái tấm hình anh Dũng chụp chung với 6 anh em ở văn phòng luật sư của tôi rất trong sáng, vui vẻ, nhằm cơ động ý đồ xuyên tạc, cấu kết phản động. Em không sợ tôi khởi kiện à? Thời hoàng kim của Nguyễn Phương Hằng, bà ta nhiều lần vẽ sơ đồ phản động. Tôi luôn đứng thứ hạng được Nguyễn Phương Hằng chăm sóc kỹ, tôi vẫn mạnh mạnh khỏe đến nay. Có lần tôi khen em có kỷ luật tốt, có khả năng phản biện sắc bén, nếu có điều kiện học qua lớp nghiệp vụ đó. Đó, hôm nay tôi lấn sân sang cái sự việc mà em Phan Phong. Các bạn thấy không? Cái người trong cuộc cũng cũng nói người trong cuộc kẹt như thường. Phan Phong có nằm trong cái danh sách 35 YouTuber là không? Tôi nghĩ là có đó. Nhưng mà chừng nào tới em này thì tôi không biết. Nên bây giờ nó ghê lắm nha. Bây giờ Phan Phong vẫn còn bảo rằng là thần y. Kêu cái ông Võ Nam Biên là thần y, thì các bạn nghĩ như thế nào? Giống như lời chú sĩ nói đó, không có ngờ là một cái người mà có tôi kinh hãi và bàng hoàng về một trí thức trẻ như em, thì cái này là chú sĩ nói nha, tôi không nói, mà tôi có những cái suy nghĩ giống như chú sĩ như vậy đó. Các bạn thấy không? Đó, nó sẽ những cái lời nói ngọt ngào, nó sẽ dùng để chiêu dụ con mồi. Chiêu dụ con mồi sau khi nó ăn ăn no đủ chén thì nó đó, các bạn nó đã như vậy là theo cái lời chú sĩ này, thì tại sao cắt hình, ai nó có hình không cho tôi xin? Không lẽ chú sĩ nói là Phan Phong chụp hình chung với chú sĩ và những người luật sư khác, chứ hình chú sĩ chụp những người luật sư khác tự nhiên cắt bỏ làm gì? Sao ngộ quá vậy ta? Các bạn thấy chưa? Trời ơi, các bạn chỉ chưa thấy chưa? Thì từ từ tôi nói các bạn chạy không khỏi, tôi là Phan Phong, thám tử cao Trang Mina, phải chi mà đứng về phía chị Hằng bây giờ. Họ, trời ơi, cái mỏ của họ, tôi nói các bạn phân tích là tuyệt vời.
Bây giờ mà còn gọi ông Võ, giờ Võ Đồng Yên á, bằng thần y thì tôi cũng sợ. Tôi nói các bạn, thần y bây giờ còn gọi ông Võ Đồng Yên là thần y thì các bạn biết rồi. Cái người chữa bệnh không hết, bà Hằng lên trên mạng bà Hằng bóc phốt, đúng ra phải ủng hộ bà chị Hằng chứ, đúng không? Đúng ra ủng hộ chị Hằng đi, ủng hộ anh Dũng chứ. Mắc mớ gì mà còn bây giờ còn gọi là thần y. Nó thì các bạn tự các bạn hiểu nha, tôi nói ít hiểu nhiều. Cái người có tri thức mà tại sao ủng hộ những cái người mà như vậy các bạn? Ai đâu ủng hộ ông Võ Đằng Biên, giơ tay lên coi. Ai đó giơ tay lên giùm tôi cái, bấm số 2 giùm tôi cái. Bà Hằng chẳng thà để cho người ta quyền rủa bả, sỉ nhục bả, lôi chuyện đời tư của bả ra, nhưng bà dứt khoát phải đưa ông Võ Đằng Biên ra ngoài ánh sáng. Và bả đã trả một cái giá quá đắt. Bây giờ tạm giam hơn 16 tháng rồi mà chưa biết cái ngày ra luôn, im lặng luôn. Các bạn thấy quá đắt không? Và sau đó là những cái youtuber cơ hội. Cơ hội giống như Hàn Ni, chú sĩ Phan Phong, Thám Tử Cao, Trang Vina, Trần Thị Hồng Thanh, Hồng Sơn, Nam Râu, Hoàng Kim Dung, Đinh Lan, Trương Việt Hà, tùm lum tà la hết trơn. Lợi dụng đó để chửi người ta, thậm chí là anh Mr. Đòm còn sỉ nhục người ta, bảo rằng đó là ai đó muốn đi tù không. Thì từ từ các bạn, từ từ, cái câu Mr. Đàm nói sỉ nhục chị Hằng tôi nghe nó mất mất cảm tình quá các bạn. Đã chúng ta có đúng thì cũng phải có sai, có sai thì có đúng, chứ chúng ta thấy cái đúng cái sai của người ta, bạn thấy cái đúng của người ta, các bạn thấy không? Ai đó muốn đi tù không? Tại sao người ta bị tạm giam rồi mà các anh còn sỉ nhục người ta để làm gì? Tại sao một người chữa bệnh từ năm này qua năm kia không hết bệnh mà chúng ta không lên tiếng lên án, mà chúng ta làm cái gì kỳ cục vậy? Chúng ta là người có học thức kỳ vậy? Thì tôi không có bình luận gì về Phan Phong cả, để cho chú sĩ làm việc. Trong bây giờ trong đó chú sĩ dần khai thế này khai thế kia thôi là chạy. Đây, tôi cũng cổ vũ cho chú sĩ nha, làm tới cùng luôn chú sĩ. Ví dụ như ăn không được phá cho hôi, kéo nó theo luôn. Kéo nó theo luôn, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải thì sẽ được phượng phản hồng của pháp luật. Kéo nó vô luôn, cho nó biết. Đây, ngày 12 tháng 11, 2022, thấy không các bạn? Tại vì chú sĩ đã bị bắt rồi, do đó nó bỏ chú sĩ luôn. Đó, các bạn thấy không? Đứng ở bên chánh cũng gung ginh, ha, đứng ở bên chánh thì... tiến sĩ Lực Đặng Anh Quân cũng sắc bất sang bang. Đứng ở bên tà Hằng Ni chú sĩ cũng bị lụm. Bây giờ là hai người bị hại đã bị triệu tập rồi đó, còn ai nữa không? Còn người bị hại nào bị triệu tập nó không? Các bạn tìm hiểu giùm mình một cái. Và những cái YouTuber chống chị Hằng ha, rồi nói chuyện lan man, nếu tôi là phản động, có biết báo tôi phản động thì chẳng khác nào nói bác này bác kia là phản động. Các bạn nhớ nha, nhớ câu đó nha. Cái câu đó mà lên đưa công an điều tra một cái hả, nó quạo lên chắc ăn dùi cui luôn quá các bạn, ăn dùi cui với nó luôn quá. Tôi thấy là tôi còn không ưa đó các bạn. Tại sao mình là một người công dân bình thường mà mình lợi dụng vào cái sự việc mình làm YouTube, làm Facebook, làm TikTok để kiếm tiền, mà chúng ta lại lợi dụng cái danh tiếng của những cái người cán bộ cấp cao như vậy, cấp nhà nước như vậy? Cái điều này tôi nghĩ rằng là pháp luật cũng nên răn đe những người này, cấm khẩu vĩnh viễn, ít nhất là phải cấm cho nó vĩnh viễn để nó không có lên ma mị người khác. Còn Đinh Lan, ghẹ của Phương Gia Bay nữa, Đinh Lan bị mời rồi, anh Kim Thành ơi, bị mời rồi, báo đăng là bị mời rồi. Đây, Đinh Lan bị mời rồi, Trương Mỹ Lan nữa, Trương Mỹ Phương nữa, Đàm Ngọc Tiên nữa, Phạm Việt Hoàng nữa. Phạm Việt Hoàng là ai ta? Đừng có nói ai. Phạm Việt Hoàng là ai? Thì nhiều khi mình không có yêu thăm cho Phạm Rama này tôi không biết các bạn. Phạm Việt Hoàng là ai các bạn? Tôi có liên quan đến Võ Đồng Miên. Thì tối nay chúng ta sẽ nói về vấn đề những cái nick Quỳnh Ngọc Thiên Hương và Vô Thường. Tối nay em sẽ nói về các anh chị đó. Các bạn thấy rõ ràng, nhiều khi nói đúng quá thì cũng bị người ta tấn công, sống sai quá thì người ta khinh thường.
mà chơi cái trò mà đâm chỗ này đâm chỗ kia thì còn nói cái gì nữa. Cái trường hợp cái dòng trạng thái của chú sĩ rất là đúng các bạn, đúng và quá chính xác về cái con người của Phan Thông. Bây giờ chú sĩ đã bị bắt tạm giam như vậy, chú sĩ có khai ra hay là cái gì không thì các bạn sẽ biết trong những bản tin tiếp theo nhiều lắm. Trần Thị Hồng Thanh nữa, trời ơi, tôi nói vẽ sơ đồ ra là nhóc. Đây nè, tiên tri đó nè. Nhưng xin thưa quý vị các bạn, kể cả như Hàn Ni cũng vậy, bỗng tự nhiên bị bắt, nhiều người cũng sửng sốt, nhưng mà Thái thấy thì nó cũng bình thường, bởi vì Thái biết trước cái tiên lượng, bởi vì là nó Hàn Ni đã từng có tâm sự với Thái, chia sẻ với Thái về cái việc đó là bị mời lên mời xuống nhiều lần rồi chứ không phải là không. Nếu tuy nhiên cái việc mà bị công an mời thì Hàn Ni đều giấu, cộng đồng mạng không ai biết, không bố bô ra, làm việc rất nhiều lần và cuối cùng kẻ ra bắt thì cũng hơi bất ngờ một xíu, chứ không có gì mà phải. Thế nhưng mà đến bây giờ nhiều người từ từ trưa đến giờ thì nhiều người lại hỏi Thái bảo là thế liệu Vy Oanh có bị bắt hay không. Cái này thì Thái cũng có phải là cơ quan điều tra đâu mà Thái biết là Đó, chính bản thân anh bị bắt anh còn chưa biết, đừng nói chi mà nói người khác. Anh bô bô cái miệng anh quá. Tôi nói đây là mới bước khởi đầu, còn Thái Văn Đường ra ngoài tòa nữa ha, Thái Văn Đường ra ngoài tòa nữa, rồi những cái người liên quan Thái Văn Đường nữa. Tôi nói các bạn nghe, không chạy đâu cho thoát được đâu. Đây chỉ là cái bề nổi của tảng băng thôi, còn bề chìm nó là ai đó. Tôi nói các bạn, bắt bắt anh Thái và có thông tin anh Thái rồi đó, anh Thái đang bị giam ở Bộ Công an đó các bạn. Thì khi mà thấy bằng đường ra ngoài còn thêm một số em nữa, đâu có chạy được các bạn. Thằng này chính cũng trở lên, mà trước khi nó bị các bạn biết rồi, con mà giờ những gì dằn quá, con Dung nó cũng xéo hay là cái gì đó. Thì tôi nói các bạn, khi mà ra tòa thì để nhẹ tại phạm tội, thành khẩn khai báo năng thôi lỗi, thì nó sẽ kéo thêm một mớ người nữa. Thấy bằng đường này mà khai á, là Trương Quốc Quy là cái người mà tổ chức cái vụ phản động này, là lụm thằng Trương Quốc Quy ngay Việt Nam qua bên đó lụm ngay các bạn. Thì tôi sẽ chăm sóc thằng Trương Quốc Quy trong những bản tin tiếp theo, hôm nay bận quá không có làm các bạn. Các bạn thấy rõ ràng chưa? Từ trong và ngoài nước, từ người đàng hoàng đến người trí thức, thậm chí là phản động nó cũng ở chào tấn công chị Hằng, các bạn thấy rõ ràng không? Lợi dụng vào cái tiếng nói của mình để mà xúc phạm danh dự người khác. Cái trường hợp chú khỉ sĩ là rất là căng. Hồi nãy tôi cho các bạn xem cái dòng trạng thái chú sĩ đó. Chú sĩ đã thừa nhận là có đi chung với Nguyễn Tiến Dũng và rất vui vẻ. Rất vui vẻ không các bạn? Thì tôi nói bây giờ làm YouTube sướng lắm. Những anh YouTube nào mà chưa bật kiếm tiền hay là chưa cái gì đó không chủ đề thì cứ vào đây, tôi đưa chủ đề cho làm. Quá trời luôn các bạn. Quỳnh Ngọc Thiên Vương rồi Vô Thường rồi tùm lum hết trơn các YouTuber khác. Thì hôm nay chỉ có bài báo Việt Nam Express bật mí chúng ta biết về cái sự việc Đinh Lan bị mời, và chúng ta đã dự đoán hoàn toàn chính xác. Một tràng pháo tay, các bạn thấy tôi và anh Bình Lê bạn đó chính xác chưa? Cho tôi một tràng pháo tay đi. Bên kia thì hình như là Ngô Gâu Ngông Ngô hay là gì đó, mà các bạn bảo rằng đó là anh Long Ngô thế nào đó. Tôi nói các bạn, ai làm sai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ghê lắm. Còn một số em nữa, em nào mà không có ở địa phương ta là em nào ta? Anh Bình Lê thấy không? Trong đây có Vô Thường nè. Đụng Vô Thường này đụng vô là đền bù luôn đó, là thường thường luôn các bạn. Đó, thì hôm nay tôi rất là vui các bạn. Những cái thắc mắc của chúng ta bắt đầu đã có những cái lời giải thích. Và có những lời giải thích và có những cái gây mơ gãy má hết trơn rồi đó các bạn, chứ không phải là chúng ta lên trên mạng chúng ta nói tùm lum tà la. Các bạn đã có hai người chạy khỏi Việt Nam, chạy qua chạy lại, chạy vào vòng số 8. Còn nữa, bây giờ chú sĩ đã khai ra hay là chú sĩ đã có dòng tăng thốt về Phan Thông và Nguyễn Tiến Dũng,
Thì các bạn nghe đó, đó là lý do tại sao những cái người có học thức như vậy mà không bao giờ nói về ông Võ Nam Yên, không bao giờ nói. Tại sao vậy? Trang Vina cũng vậy, các bạn vào Trang Vina coi em này có nói cái gì về về cái sự việc bà Hằng không. Tính tính nói về cái chủ đề của chú Vũ Linh xong cái chốt luôn hay gì? Đâu có dễ vậy. Tin vui, tin vui, tin vui không à các bạn? Tin vui Hồng, tin vui, tin vui, tin vui mà tôi nghĩ sao sao mà Hồng Loan bị người ta ăn hiếp thì chị này binh, còn bà Hằng bị người ta ăn hiếp thì chị này chửi. Không hiểu nổi nha, thiệt không hiểu nổi. Phát trực tiếp này, tin vui, tin vui, tin vui, cái gì cũng tin vui chứ, tin vui bất ngờ, tin vui bất ngờ. Nè, cái lượt xem rất cao, 63.000 lượt xem, 89.000 lượt xem nè. Đó, binh giật Hồng Loan quá trời luôn các bạn, mà không có nói gì mà chị Hằng hết trơn, tưởng là thoát. À thoát hả, thoát không được em ơi. Em thoát bây giờ bị dân nữa thì chị Hằng ra ngoài kết hợp với những YouTuber khác thì em cũng không có chạy được đâu. Có khi nào Ngọc Thiên Vương làm nằm biên không? Đang điều tra về sự việc này. Dạo này cũng làm YouTube mệt mỏi quá các bạn, muốn lên tiếng nói và chị Hằng để trả ơn cho chị về cái trường ở U Minh Thượng 2,5 tỷ đồng vào năm 2003, và cái đợt dịch Covid, một số các thiết bị y tế và găng tay y tế chị Hằng đã gửi cho Kiên Giang. Tôi rất mang ơn các bạn. Sống trên đời mang ơn phải trả ơn, chứ đừng mang ơn mà trả quán. Các bạn nhớ đó, mang ơn mà trả quán, dồn con người ta đến con đường khác, đường chân tường khác, thì toàn bộ cái nghiệp mình phải gánh thôi các bạn. Gánh thôi chứ không chịu được khác. Đó, do đó là chủ đề ngày hôm nay tôi nói triệu tập. Triệu tập theo báo đăng thì có phải là 5 người không các bạn, nhưng mà tôi nghĩ còn nhiều nữa, tại vì báo người ta cũng không có rảnh mà đưa những cái tin như thế nhị hoài đâu các bạn. Hiện tại bây giờ chúng ta chỉ biết là triệu tập ông Đàm Ngọc Tuyên, Trương Mỹ Phương, Đinh Lan, Việt Hoàng, Phạm Duy Quang, còn ai nữa? Còn những cái người khác như Phan Phong, Thánh Tử Cao, Trang Vina, Nam Râu, Lê Minh, rồi về Trương Việt Hà, rồi Mr. Ba. Đó, những cái người đó có bị mời hay là không thì tôi không biết nha các bạn. Các bạn hỏi câu đó thì tôi không biết. Cái việc này thì để cho cơ quan chức năng người ta làm việc. Chứ mình báo sao, mình nói như vậy thôi. Mình nói theo báo thôi chứ không được chuyên diễn lung tung. Nhà đấu tranh dân chủ Đàm Ngọc Tuyên. Tôi nói các bạn là có một cái người mới chống phản động vào nhà nước mới bị bắt nữa đó. Mà bây giờ thông tin nhiều quá biết làm gì, bây giờ làm cái thông tin chủ đề nào các bạn, quá trời nhiều thông tin nè. Thôi thì tôi xin kết thúc cái buổi livestream tại đây. Buổi livestream này sẽ phát vào lúc 3 giờ chiều và 6 giờ chiều, 3 giờ rưỡi chiều và 6 giờ rưỡi chiều. Mong quý vị và các bạn sẽ ủng hộ mình lên tiếng nói cho chị Hằng. Đến lúc chúng ta phải dùng lên thì các bạn dùng lên này. Sau những tháng năm chúng ta bị đè bẹp ở dưới chân của người ta, người ta bảo rằng mình là một cái người không ra gì, là một cái thằng không ra gì, những thằng đàn ông nhiều chuyện mà Hằng, bà Hằng lên trên mạng chửi người ta thì sao mày binh? Tôi binh là tôi có lý do nhé. Tôi binh là tôi có lý do. Còn các bạn không có lý do để các bạn tấn công người ta mà các bạn cố tình thì sẽ đi theo chú sĩ, sẽ đi theo Hằng Ly. Đinh Lan có phải là người đi theo tiếp theo không? Chị này đã bị triệu tập ra, các bạn nhớ nha. Triệu tập là không giống thư mời, bắt buộc là phải lên. Hai người bị hại đã bị triệu tập mà chúng ta biết thời điểm này, đó là em Vi Oanh, ca sĩ Đồng Anh, Đồng Xanh, và Đinh Lan báo đăng rồi, thì chúng ta biết hai trường hợp này thôi. Còn những trường hợp khác chúng ta không biết thì từ từ, các anh chị đó không có tự thú, không tự nói thì báo chí nó cũng nói mà thôi. Các bạn thấy cái người nào mà chống chị Hằng liên tục bao nhiêu năm qua mà tự nhiên bây giờ ngưng lại, giống như Trang Vina vậy đó, là các bạn đánh dấu hỏi liền nha các bạn, đánh dấu hỏi liền. Hẹn gặp lại các bạn vào lúc 8:30 tối hàng đêm. Nếu mình trễ quá thì khoảng 9 giờ chúng ta sẽ giao lưu tiếp. Chủ đề tiếp theo là cái gì? Chiều đêm nay là tôi bí mật cho các bạn về cái sự việc mà Vô Thường và Bình Ngọc Thiên Vương. Cái này là anh tôi đi phạm là vô ngay cái tủ của anh luôn đó các bạn, ngay tủ anh luôn các bạn. Ok, một lần nữa xin cảm ơn và tạm chào cả nhà. Chúc cả nhà có buổi chiều vui vẻ, mát bà tràn đầy phúc. Cả nhà nhớ like và subscribe kênh giùm em nhé, để em lên tiếng nói cho chị Hằng các bạn nhé. Xin cảm ơn, bye bye.